Ở đây có cây gòn nên người ta kêu lâu lâu, với lại thương mại người Việt Nam đến đây người ta đặt tên là cầu Sài Gòn luôn. Cái này là qua bên này là qua tới tới thủ đô rồi. Ở gia đình mình còn khoảng 10 phút nữa thôi, 15 phút mình về tới nhà hàng cơm. Dạ trưa nay đoàn mình không có sắp bàn mà đoàn mình ngồi chung nhau một giải luôn. Dạ hôm nay đoàn mình ngồi chung một giải. Bên tay phải người Việt Nam sống rất nhiều, nhìn thấy nhà nhà thấp thấp đó là chính người Việt Nam sống với cận bên tay phải rất nhiều đó, đó bên đó là người Việt Nam. Với lại cái tàu lên này, tàu này cặp theo cái sông này gọi là sông Ba Sắc, chạy thẳng về tỉnh Kampong Chhnang. Nhìn thấy cặp sông này là người Việt Nam cũng sống theo tàu này. Người Việt Nam sống ở đây là đặc biệt là làm ăn cái nghề đánh bắt, dạ đó là những người sống theo tàu. Còn những người sống tại thủ đô Pinh cũng làm việc rất nhiều, cũng làm việc những cái công ty thương mại lớn lớn và cũng có công ty rất nhiều. Và một số người nữa đến đây làm gì với anh chị, làm cô gái smuggle cũng rất nhiều. Dạ, đa số là những cô gái này làm những cái bar lớn lớn, giống như bar Cambodiana, rồi nói chung là Casa, rồi Pacific Side, rồi rất là nhiều những cái bar lớn lớn. Và những người Việt Nam sống tại thủ đô Pinh làm cô gái smuggle này rất là nhiều tiền. Dạ, rất là nhiều tiền. Có nhiều cô gái ngồi tặng xe là xe xịn không? Dạ, đó là những người ở đây. Xe nó quẹo qua đó.